Thực hiện hoạt động tháng khuyến mãi tập trung quốc gia 2021, các doanh nghiệp thương nhân sẽ được áp dụng hạn mức tối đa giá trị hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa dịch vụ được khuyến mại tới mức 100% là nội dung đáng chú ý trong buổi giới thiệu về tháng khuyến mãi tập trung quốc gia sẽ được thực hiện trong tháng 7 tới trên phạm vi toàn quốc nhằm kích cầu tiêu dùng trong nước vừa được Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương tổ chức. Các mục tiêu mà chương trình hướng tới gồm kích cầu thị trường tiêu dùng trong nước, đẩy mạnh hoạt động sản xuất và kinh doanh, từng bước khôi phục lại nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và góp phần đảm bảo tăng trưởng kinh tế của đất nước. Tháng khuyến mãi tập trung quốc gia năm 2021 được kỳ vọng sẽ góp phần kích cầu tiêu dùng trong nước, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng trong nước về hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam, tiếp tục tạo tiền đề để thực hiện cho các năm tiếp theo và để tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất với cơ quan chức năng có thẩm quyền để có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chương trình khuyến mại tập trung quốc gia trong thời gian tới. Tháng khuyến mại tập trung quốc gia lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2020 đã có hơn 27.450 chương trình khuyến mại do doanh nghiệp thực hiện.